kính chào quý khán giả theo dõi nhịp sống ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang. Hôm nay ngày 6 tháng 8, gần một tuần triển khai thực hiện thu phí tự động không dừng trên toàn quốc với mục tiêu là tạo sự thuận tiện cho người dân, giảm thời gian qua trạm. Nhưng thực tế xảy ra nhiều vấn đề. Nếu những ngày đầu, nhiều tài xế quên nạp tiền vào thẻ dẫn đến việc phải thu phí thủ công, gây tình trạng ùn ứ, thì nay nhiều trường hợp có tiền trong thẻ vẫn không qua được trạm với lý do số dư trong tài khoản thấp hơn quy định. Cơ quan quản lý giải thích ra sao về quy định đang khiến nhiều lái xe bức xúc? Chúng tôi đề cập trong vấn đề hôm nay sau ít phút nữa. Còn bây giờ là các thông tin đáng chú ý có trên các mặt báo sáng nay. Các báo sáng nay đồng loạt đưa tin Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, ngày khai giảng được áp dụng thống nhất trong toàn quốc vào ngày 5 tháng 9 năm 2022. Thời gian tự trường của học sinh trên cả nước sớm nhất trước một tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng lớp 1 tự trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Thông tin có trên báo tin tức, 7 tháng năm nay, giải ngân đầu tư công của cả nước mới đạt hơn 34% kế hoạch. Nhiều bộ ngành, tỉnh thành được giao vốn lớn hàng ngàn tỷ đồng, nhưng giải ngân ì ạch. Nguyên nhân là tình trạng nhà thầu thi công cầm chừng, chờ chính sách điều chỉnh giá hợp đồng và vật liệu xây dựng. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, tỉnh thành khẩn trương rà soát, điều chỉnh danh mục, vướng mắc để chỉnh sửa, cấp có thẩm quyền xử lý và đôn đốc công tác giải ngân vốn đầu tư công. Các báo cũng đồng loạt đưa tin, hôm qua số ca mắc COVID-19 ngày thứ tư liên tiếp ở mức trên là 2.000 ca. Số ca chuyển nặng vẫn ở mức cao trên thế giới trong 3 tuần gần đây, số ca nhập viện và số ca tử vong gia tăng trở lại, các biến thể mới liên tục xuất hiện hoặc tiến hóa, mới nhất là BA.2.75, BA.2.12.1 có khả năng làm giảm miễn dịch qua thời gian và có thể làm dịch bệnh bùng phát trở lại. Chiến lược tiêm vaccine COVID-19 vẫn hết sức quan trọng trong bối cảnh các biến thể mới lây lan nhanh hơn. Tuy nhiên, tại nhiều tỉnh thành tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi vẫn rất chậm, trong khi chỉ còn 26 ngày là phải hoàn thành tiến độ tiêm. Đến nay, tổng số liều vaccine được tiêm cho người dân trên cả nước là gần 248 triệu liều. Việc tiêm vaccine COVID-19 vẫn có tác dụng phòng bệnh trở nặng và tử vong khi mắc. Và thưa quý khán giả, báo điện tử VTV có bài viết vì sao xăng giảm mạnh, giá hàng hóa chưa giảm tương ứng, tâm lý bán hàng. Đây là nguyên nhân đầu tiên mà nhiều mặt hàng chưa giảm giá tương ứng với mức giảm của giá xăng. Các chuyên gia cũng phân tích thêm, sản xuất hàng hóa là một chuỗi cung ứng khép kín liên tục, có một độ trễ, một thời gian nhất định, vì người ta sẽ bán hết hàng tồn đọng trong đợt sản xuất trước, sau đó mới bắt đầu đợt sản xuất sau với mức giá thấp hơn. Lúc đó sẽ hình thành nên giá mới. Còn theo các doanh nghiệp, giá xăng vẫn chưa tác động ngay đến việc giảm giá sâu các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, bởi xăng dầu không phải là yếu tố chính cấu thành lên giá thành sản phẩm. Trong khi đó, giá thành sản phẩm lại phụ thuộc nhiều vào chi phí khác như nguyên vật liệu, giá thức ăn chăn nuôi. Vẫn còn ở mức cao, cho nên là doanh nghiệp chưa thể giảm giá ngay hàng hóa. Khoảnh khắc đoàn tụ đẫm nước mắt cũng là câu chuyện của chàng trai lưu lạc sang Trung Quốc 10 năm làm nhiều người xúc động. Vi Văn Liễu, 20 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, là nam thanh niên được Công an huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình giúp tìm về quê hương. Trước đó, Công an huyện tiếp nhận một nam thanh niên chừng 20 tuổi. Anh chỉ nhớ họ tên mình là Vi Văn Liễu, sinh năm 2002, là người dân tộc Thái, nhã bản lỡ, nhưng không nhớ tên xã, huyện, tỉnh, nơi gia đình sinh sống. Liễu không nói được tiếng phổ thông, chỉ biết một chút tiếng dân tộc Thái. Sau khi đăng tải thông tin lên mạng xã hội, công an xác định được gia đình Liễu ở bản Lỡ, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Vượt chặng đường hơn 200 cây số,
Rạng sáng ngày 4 tháng 8, chiếc xe đưa Liễu từ Hòa Bình về quê nhà. Gặp lại người bà sau 10 năm lưu lạc nơi xứ người, hai bà cháu ôm nhau khóc vì mừng tuổi. Bố Liễu mất sớm, mẹ đi lấy chồng khác nên anh sống nương tựa vào ông bà nội. 10 năm trước, khi ông bà lên rẫy, Liễu mất tích, lưu lạc sang Trung Quốc kể từ đó cho đến nay. Những ngày qua, thông tin em T, học sinh giỏi trường chuyên ở Cà Mau rớt tốt nghiệp, dù có tổng điểm 6 môn thi hơn 50 điểm, nhưng môn tiếng Anh bị điểm liệt, được nhiều người quan tâm. Và mới đây thì em bày tỏ mong muốn sự việc sớm khép lại và dành thời gian rèn luyện bản thân, cố gắng hơn trong kỳ thi năm sau. Theo T, các bài kiểm tra trước đây em có thói quen khoanh đáp án lên đề, sau đó mới chép vào bài, do vậy mới xảy ra việc đáng tiếc trong môn thi tiếng Anh vừa qua. Nam sinh cho rằng trong sự việc này thì bản thân mình có lỗi. T không may mắn chủ quan, em nhìn nhận thầy cô giám thị đã làm đúng quy chế. Liên quan đến sự việc, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau xác định có việc thí sinh ngủ quên. Hai cán bộ coi thi thực hiện nhiệm vụ được phân công đúng quy định của quy chế và các văn bản hướng dẫn thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên trong quá trình coi thi, hai cán bộ chưa bao quát tốt nên chậm phát hiện việc thí sinh ngủ quên trong phòng. Ngoài ra, hai cán bộ còn thiếu kỹ năng xử lý tình huống. Trưởng điểm thi có một phần trách nhiệm vì sự việc xảy ra tại điểm thi do bản thân phụ trách. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau đề nghị trưởng điểm thi, cán bộ coi thi nghiêm túc rút kinh nghiệm, xem đây là bài học sâu sắc trong công tác coi thi, tránh để lặp lại sự việc tương tự trong lần sau. Quý khán giả, từ ngày đầu tháng 8, toàn bộ các tuyến cao tốc thu phí điện tử không dừng, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải. Số liệu cho thấy, hai ngày đầu triển khai, lưu lượng qua trạm thu phí đạt gần 480.000 xe. Xe bị xử lý sự cố chỉ chiếm tỷ lệ gần 5%. Số xe bị xử lý sự cố với các lỗi chủ quan như là chưa dán thẻ, chưa nạp tiền vào tài khoản, và ngay cả việc còn tiền trong tài khoản nhưng vẫn không được qua trạm vì không đủ số dư theo yêu cầu. Đây là tồn tại mà các chủ xe không thỏa lòng, và vấn đề ngày hôm nay sẽ muốn làm sáng tỏ hơn nội dung này để trọng đường dư luận. Mời quý khán giả theo dõi. Gần đây, nhiều chủ xe cho biết khi di chuyển đến trạm thu phí đều không được cho qua vì số dư không đủ 150.000 đồng. Dù theo dự tính, số dư trong thẻ vẫn đủ để chi trả cho cung đường cần đi. Các trường hợp được phản ánh chủ yếu xuất hiện tại tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai. Anh Nguyễn Trung Kiên ở Hà Nội suýt tông trúng vào barrier vì anh nghĩ chắc chắn xe sẽ được qua trạm. Tuy nhiên xe của anh được chặn lại và nhân viên trực tại đây cho biết tài khoản VETC của anh có số dư không đủ 150.000 đồng nên không qua được. Không riêng anh Kiên, nhiều chủ xe khác cũng cho phản ánh tình trạng tương tự. Anh Nguyễn Thành ở Vĩnh Phúc đến trạm thu phí thuộc cao tốc Nội Bài Lào Cai. Mặc dù tài khoản vẫn còn đủ tiền để đến tuyến cần đi, nhưng vẫn bị giữ lại vì không đủ số dư trong thẻ. Cao tốc Nội Bài Lào Cai là tuyến cao tốc có tổng chiều dài khoảng 250 cây số, hiện tại được xem là tuyến cao tốc dài nhất cả nước với 15 trạm thu phí. Bỗng dưng không được qua trạm vì số dư không đạt đến 150.000 đồng, tài xế thắc mắc hoàn toàn có lý. Vì phản ánh với nhân viên trạm thì nhận lại câu trả lời là không biết lý do hoặc đây là quy định bắt buộc của trạm, khiến các tài xế bức xúc. Trong cuộc họp của Bộ Giao thông Vận tải với các bên liên quan để rút kinh nghiệm trong việc thu phí tự động, vấn đề yêu cầu chủ phương tiện duy trì số dư tài khoản cũng được đưa ra thảo luận. Trả lời về việc duy trì số dư trong tài khoản ETC khi đi vào các tuyến cao tốc do Tổng Công ty Phát triển Đường Cao Tốc Việt Nam quản lý, theo ông Nguyễn Văn Nhi, Phó Tổng Giám đốc, lý giải, trên tuyến cao tốc sẽ có rất nhiều trạm thu phí. Trên cơ sở thống kê, tính toán thì số xe đi lộ trình ngắn nhất với mức phí thấp nhất chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 3% trên tổng số lưu lượng xe di chuyển trên tuyến, còn lại 97% là đi hết tuyến. Nếu chỉ đủ số tiền qua một trạm thì trạm kế tiếp không đủ tiền sẽ gây ùn tắc, mất rất nhiều thời gian giải quyết và cản trở sự thông thoáng đối với những phương tiện có đủ điều kiện. Trong tình huống bình thường,
một xe qua trạm ETC mất khoảng từ 2 đến 4 giây. Trường hợp tài khoản không đủ tiền thì thời gian xử lý tại điểm ra sẽ mất trên 5 phút vì phải tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin điểm vào, hướng dẫn nạp tiền, thu tiền mặt. Vì vậy, nếu nhiều phương tiện phải xử lý thì có thể dẫn đến ùn tắc kéo dài lên trên tuyến đang lưu thông, gây cản trở giao thông, mất an toàn giao thông và không đảm bảo hiệu quả của thu phí tự động không dừng. Theo công văn, số dư tối thiểu trong tài khoản chủ xe là 50% phí của chặng dài nhất xe loại 1 của từng tuyến cao tốc. Cụ thể, số dư trong thẻ phải luôn duy trì ở mức từ 35.000 đồng đối với tuyến Cầu Giấy - Ninh Bình, 40.000 đồng ở tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây, 100.000 đồng tuyến Đà Nẵng - Quảng Ngãi và 150.000 đồng đối với tuyến Nội Bài - Lào Cai. Công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí tự động VTC cũng cho biết, với những xe đủ số tiền tối thiểu để vào cao tốc nhưng tài khoản không đủ để đi hết tuyến, doanh nghiệp sẽ có thông báo qua ứng dụng trên điện thoại hoặc tin nhắn để chủ xe có phương án nạp bổ sung. Như vậy, việc duy trì số dư trong tài khoản thu phí tự động không dừng đảm bảo nguyên tắc tối ưu thời gian xử lý sự cố, không bị ùn tắc trên cao tốc. Vấn đề người dân và các lái xe mong chờ là những quy định rõ ràng, thống nhất, tránh tình trạng mỗi nơi một kiểu để đảm bảo lưu thông. Do đây là thời gian đầu mới áp dụng nên sẽ phát sinh những trục trặc. Còn về lâu dài, khi hệ thống đã trơn tru, thu phí không dừng sẽ góp phần hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, thuận tiện cho chủ phương tiện, giảm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, tiết kiệm chi phí xã hội, tăng cường tính công khai, minh bạch trong thu phí BOT. Theo báo cáo của Bộ Công an, trong 6 tháng đầu năm nay, cả nước xảy ra gần 900 vụ cháy. Trong đó, lực lượng công an trực tiếp tham gia chữa cháy 850 vụ, cứu được 300 người, hướng dẫn thoát nạn cho hàng ngàn người. Bao nhiêu vụ cháy và tai nạn sự cố là bấy nhiêu những mất mát hy sinh lặng thầm của lính chữa cháy. Nhiều vụ cháy gây chết nhiều người, nhiều thế hệ trong một gia đình. Nhưng nguyên nhân chỉ xuất phát từ thói quen, tâm lý chủ quan của một bộ phận người dân, chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Để hạn chế tình trạng này, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng. Đây cũng là mô hình đang được triển khai trên toàn thành phố nhằm phát huy tính chủ động, tương trợ nhau giữa các gia đình khi xảy ra cháy nổ. Từ 5 đến 10 hộ gia đình liền kề nhau sẽ thành lập một tổ liên gia phòng cháy chữa cháy. Mỗi hộ trang bị ít nhất một bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá dỡ và lắp đặt một chuông báo cháy tại tầng 1. Khi xảy ra hỏa hoạn, người dân chỉ cần bấm chuông, hệ thống kích hoạt phòng cháy sẽ thông báo cho các nhà còn lại biết để hỗ trợ kịp thời. Điểm chữa cháy công cộng được triển khai tại khu dân cư có hẻm tập trung nhiều nhà, sâu, xe chữa cháy không tiếp cận khi chẳng may xảy ra cháy. Ở đây có vòi nước, bình chữa cháy di động và rất nhiều thiết bị chuyên dụng. Khi quả quạng, người dân tại chỗ có thể sử dụng để chữa cháy, bảo vệ tính mạng và tài sản trước khi lực lượng chuyên nghiệp đến hiện trường. Những vụ quả quạng thương tâm thời gian qua mãi là nỗi ám ảnh đối với người ở lại. Do vậy, phòng cháy để cứu chính mình và cộng đồng vẫn không bao giờ là thừa. Từ nay đến cuối tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai 88 tổ liên gia phòng cháy chữa cháy, cùng gần 77 điểm chữa cháy công cộng trên toàn địa bàn thành phố.